Tại cuộc điện đàm mới đây giữa Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Valentina Matvienko cho biết Liên bang Nga đang xem xét việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine Sputnik V trên lãnh thổ của Việt Nam. Bên cạnh đó, thì Liên bang Nga sẽ nỗ lực duy trì xu hướng phát triển hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian tới. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì trên một số trang thương mại điện tử và mạng xã hội, nhiều người đã giao bán bộ kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 với lời quảng cáo là hàng được cấp phép bán tại nội địa Hàn Quốc hay là Nhật Bản với mức giá dao động từ 700 cho tới 800 nghìn đồng một sản phẩm. Và trước tình trạng giao bán kit thử nhanh COVID-19, Bộ Y tế đã cảnh báo người dân cần phải cảnh giác bởi sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành có thể có kết quả không chính xác. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiến nghị bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đối tượng áp dụng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bị tạm ngừng hoạt động để phòng dịch COVID-19. Thời gian miễn đóng mà vẫn được duy trì thẻ bảo hiểm y tế tối đa 8 tháng, tính từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Dự kiến số lượng người được hỗ trợ là 50.000 người, mỗi người miễn đóng 1,5% tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội, nguồn kinh phí dự kiến là 33,6 tỷ đồng. Xin được chuyển sang tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Chính phủ Ấn Độ đã đặt mua 250 triệu liều vaccine Covaxin và 190 triệu liều vaccine Covaxin. Và số vaccine phòng COVID-19 này sẽ được cung cấp bắt đầu từ nay cho đến tháng 12 của năm 2021. Chính phủ Ấn Độ đã tạm ứng 30% cho Viện Huyết thanh Ấn Độ và công ty dược phẩm Bharat Biotech để mua hai loại vaccine ngừa COVID-19 là Covishield và Covaxin. Ngoài ra, chính phủ cũng đã đặt mua 300 triệu liều vaccine của Biological Air, dự kiến được cung cấp vào tháng 9 tới. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ đặt hàng với một nhà sản xuất vaccine trước khi sản phẩm được cơ quan quản lý cấp phép sử dụng khẩn cấp. Trước đó, Ấn Độ đã ban hành hướng dẫn sửa đổi về chương trình tiêm chủng COVID-19 của nước này. Theo đó, chính phủ trung ương sẽ đảm trách việc thu mua vaccine và cung cấp miễn phí cho các bang và lãnh thổ liên bang trên cơ sở dân số, tình hình dịch bệnh và tiến trình tiêm chủng của từng bang. Các nhà sản xuất vaccine trong nước sẽ có quyền lựa chọn cung cấp vaccine trực tiếp cho các bệnh viện tư nhân và bệnh viện tư nhân sẽ được phép tính phí tối đa $2 một liều. Nhằm khôi phục các hoạt động du lịch hè năm 2021, Bộ Y tế Cộng hòa Séc vừa thông báo nước này sẽ mở cửa biên giới cho những khách du lịch từ tất cả các nước EU và Serbia từ ngày 21 tháng 6 tới đây. Du khách đến Cộng hòa Séc sẽ phải chứng minh đã được tiêm chủng ngừa COVID-19 dù chỉ được tiêm một mũi, cùng xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh. Những người chỉ được tiêm một mũi vaccine cũng được coi là đã được tiêm vaccine cho mục đích nhập cảnh. Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia Đông Âu có ngành du lịch phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, nước này đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19 kể từ tháng 3 năm ngoái. Theo thống kê, lượng khách quốc tế đến nước này đã giảm gần 75% so với năm trước. Bộ Y tế Séc cũng vừa thông báo sẽ triển khai đăng ký tiêm chủng COVID-19 cho những người nước ngoài không có bảo hiểm y tế công cộng ở Cộng hòa Séc vào cuối tuần này. Người đăng ký sẽ được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech. Xin được chuyển sang phần kinh tế trong nước. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa giao Bộ Giao thông Vận tải điều phối tổ chức triển khai các dự án trên toàn tuyến vành đai 3 và vành đai 4 của Thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Đến nay, tuyến vành đai 3 mới chỉ hoàn thành 16,3 km trên 89 km, tuyến vành đai 4 hoàn thành 11 km trên 197,6 km. Việc chậm triển khai đã dẫn đến chi phí giải phóng mặt bằng tăng nhiều lần, làm tăng chi phí đầu tư, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và khu vực. Do đó, để sớm hoàn thành hai tuyến đường này đáp ứng tiến độ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Giao thông Vận tải thực hiện chức năng điều phối tổ chức triển khai thực hiện các dự án trên toàn tuyến vành đai 3 và vành đai 4, xây dựng báo cáo tổng thể kế hoạch triển khai thực hiện, lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Thực hiện công văn số 2096 của Bộ Xây dựng thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện quy định về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua. Trong đó thì nêu cụ thể về trình tự thủ tục, hồ sơ yêu cầu,
công khai thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán hay là cho thuê mua. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến thời điểm hiện tại thì dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn từ Cao Bồ đến Mai Sơn đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, sản lượng thi công đạt khoảng 75% khối lượng. Hiện nay thì các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh thi công hạng mục mặt đường và các cầu trên tuyến. Dự kiến đến tháng 10 năm nay thì công trình cơ bản này sẽ được hoàn thành thi công các hạng mục chính và dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào cuối năm theo đúng kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Theo vụ tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tín dụng xanh đã tăng hơn từ 71.000 tỷ đồng vào cuối năm 2015 lên mức 340.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Tính đến ngày 16 tháng 4 của năm 2021, tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 9,5 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng xanh mới chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh chiếm gần 40%, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm hơn 30%. Đối với toàn hệ thống ngân hàng, tín dụng xanh ở thời điểm này vẫn rất hạn chế. Thưa quý vị, theo nguồn tin từ Reuters, tập đoàn Pegatron của Đài Loan, Trung Quốc, đối tác sản xuất lớn của Apple, Microsoft, mới đây đã phê duyệt bổ sung thêm khoản đầu tư 101 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Khoản đầu tư vào công ty con của Pegatron đặt tại thành phố Hải Phòng sẽ dùng để sản xuất và kinh doanh máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị truyền thông, linh kiện điện tử. Hiện Pegatron chưa công bố thông tin chi tiết về khoản đầu tư này. Đáng chú ý, Pegatron còn có ý định đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Như vậy, không chỉ đơn thuần đầu tư nhà máy sản xuất, Pegatron còn dự kiến đầu tư cho hoạt động R&D, lĩnh vực mà lâu nay Việt Nam rất mong muốn thu hút vốn, nhưng chưa nhiều nhà đầu tư thực sự mặn mà triển khai với quy mô lớn ngoài Samsung. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Giao thông Vận tải cho biết tính đến hết tháng 5 năm 2021, Bộ đã giải ngân 13.516 tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Giao thông Vận tải đang quyết liệt đốc thúc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nhiều giải pháp mạnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong các tháng còn lại. Riêng trong tháng 6 năm 2021 sẽ phải giải ngân thêm khoảng 2.976 tỷ đồng. Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương ước tính trong tháng 5 năm 2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 80.000 tấn, trị giá 139 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 26% về lượng và tăng 7,2% về trị giá so với tháng 4 năm 2021. So với tháng 5 năm 2020, tăng 7,2% về lượng và tăng gần 55% về trị giá. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su ước đạt 548.000 tấn, trị giá 923 triệu đô la Mỹ. Hiệp hội Vận tải Hành khách Công cộng thành phố Hà Nội HAPTA vừa có văn bản kiến nghị giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, đơn vị này kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành chỉ đạo hệ thống ngân hàng áp dụng các giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp, giảm từ 3 đến 5% lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ước tính là hơn 1.075 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đề xuất chính sách cho người sử dụng lao động được vay ưu đãi, không phải bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc. Tin quốc tế. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới World Bank vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất. Theo đó, thì World Bank nâng mức dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2021 từ mức 4,1% lên mức 5,6%. Theo báo cáo này, World Bank cho biết nhờ đà phục hồi mạnh mẽ và tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở các nước phát triển, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 5,6% thay vì 4,1% như dự báo hồi đầu tháng 1 năm 2021. Đây sẽ là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1973 với 6,6%. Tuy nhiên, World Bank cảnh báo rằng nhiều nước, đặc biệt là các nước nghèo, đang bị bỏ lại đằng sau và sẽ mất nhiều năm để trở lại mức tăng trưởng trước khi bùng phát dịch bệnh. Trong báo cáo, World Bank đã cắt giảm dự báo tăng trưởng khoảng 40% ở thị trường đang nổi và các quốc gia đang phát triển. Và nếu không tính đến sự bật nảy của nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới là Trung Quốc, các nước này sẽ chỉ tăng trưởng 4,4%. World Bank dự báo phải đến năm 2023 và sau đó, hầu hết các nền kinh tế mới trở lại mức tăng trưởng trước đại dịch. Thưa quý vị, Quốc hội Israel dự kiến trong ngày 13 tháng 6 sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận thành lập chính phủ mới mà lãnh đạo đảng Yesh Atid đối lập, ông Yair Lapid vừa đạt được cách đây khoảng một tuần.
Chủ tịch Quốc hội Israel Yariv Levin cho biết, nếu thỏa thuận thành lập chính phủ mới được thông qua, chính phủ liên minh sẽ tuyên thệ nhậm chức cùng ngày. Trước đó, ngày 2 tháng 6, ông Lapid đã chính thức thông báo với Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Israel về việc đạt được thỏa thuận với các đảng phái liên minh để thành lập chính phủ mới, nhằm thay thế cho chính phủ hiện nay của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong cuộc bầu cử vừa qua, nếu tính cả số ghế của hai đảng Yamina và Ra'am, phe đối lập của ông Lapid chỉ vượt mức tối thiểu không nhiều. Do đó, giới phân tích cho rằng vẫn còn khả năng phe của Thủ tướng Netanyahu sẽ vận động một số nghị sĩ trong liên minh đối lập phủ quyết thỏa thuận này. Do đó, cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Israel có thể gặp nhiều khó khăn. Tiếp theo chương trình là những thông tin công nghệ đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền đang tăng mạnh tại Hàn Quốc trong năm qua, làm tê liệt các bệnh viện và các trung tâm mua sắm trong bối cảnh đại dịch COVID-19, dẫn đến gia tăng các hoạt động mua sắm trực tuyến. Mới đây, một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ lớn ở phía nam thủ đô Seoul thông báo trên trang web của mình rằng máy chủ của họ đã bị tấn công bằng mã độc tống tiền và tin tặc dường như đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của bệnh nhân. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt vụ tấn công bằng mã độc tống tiền được báo cáo gần đây. Một chiến thuật được bọn tội phạm mạng sử dụng để xâm nhập hệ thống của các doanh nghiệp và dùng dữ liệu của họ để đòi tiền chuộc. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, trong năm ngoái đã xảy ra 127 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền, tăng gấp 3 lần so với năm liên kế trước đó. Tính từ đầu năm tới nay, nước này đã ghi nhận 65 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền. Liên minh châu Âu-EU và Vương quốc Anh đã mở các cuộc điều tra chống độc quyền về việc Facebook sử dụng dữ liệu quảng cáo trong kinh doanh quảng cáo được phân loại, tập trung vào việc điều tra cách Facebook sử dụng dữ liệu người dùng trong thị trường quảng cáo trực tuyến và chèn ép đối thủ. Gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ này có thể phải thay đổi mô hình kinh doanh với những khoản tiền phạt lớn. Đây là cuộc điều tra chống độc quyền đầu tiên mà Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh Mark Redvestager tiến hành nhằm vào nhà cung cấp mạng xã hội số 1 trên thế giới này và cũng là cuộc điều tra mới nhất mà bà thực hiện nhằm vào một đại gia công nghệ của Mỹ. Bà Vestager trước đó đã buộc Alphabet, công ty chủ quản của Google, nộp khoản phạt 8 tỷ euro, khoảng 9,7 tỷ đô la Mỹ, cũng như đang tiến hành điều tra tương tự Amazon và Apple. Trong cuộc điều tra Facebook, bà Vestager cho biết sẽ xem xét kho dữ liệu khổng lồ của Facebook thu thập từ 7 triệu công ty đã tham gia quảng cáo trên mạng xã hội này. Phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Chủ tịch Quốc hội Israel Yariv Levin cho biết, nếu thỏa thuận thành lập chính phủ mới được thông qua, chính phủ liên minh sẽ tuyên thệ nhậm chức cùng ngày. Trước đó, ngày 2 tháng 6, ông Lapid đã chính thức thông báo với Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Israel về việc đạt được thỏa thuận với các đảng phái liên minh để thành lập chính phủ mới, nhằm thay thế cho chính phủ hiện nay của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong cuộc bầu cử vừa qua, nếu tính cả số ghế của hai đảng Yamina và Ra'am, phe đối lập của ông Lapid chỉ vượt mức tối thiểu không nhiều. Do đó, giới phân tích cho rằng vẫn còn khả năng phe của Thủ tướng Netanyahu sẽ vận động một số nghị sĩ trong liên minh đối lập phủ quyết thỏa thuận này. Do đó, cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Israel có thể gặp nhiều khó khăn. Khởi nghiệp kinh doanh là một con đường đầy khó khăn và không mấy bằng phẳng. Vậy làm sao để vượt qua những con đường ấy? Để trả lời cho câu hỏi này, trong mục điểm sách ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị cuốn sách 36 lời khuyên dành cho người khởi nghiệp của Tôn Đào Nhiên. Trong 36 lời khuyên dành cho người khởi nghiệp, tác giả sẽ vén tấm màn bí mật về cuộc sống khởi nghiệp và con người khởi nghiệp. Đâu là những phẩm chất thiết yếu để khởi nghiệp, những hy sinh nào cần thiết cho khởi nghiệp, những người khởi nghiệp cần chuẩn bị tâm lý như thế nào? Tất cả mọi câu hỏi trên đều được giải đáp trong cuốn sách này. Cuốn sách đưa ra những lời khuyên liên quan đến cách thức tổ chức xây dựng công ty, phương pháp khởi nghiệp cho đến vấn đề quản lý, nghiệp vụ, tư bản nhằm giúp người khởi nghiệp có những định hướng đúng đắn và thẳng tiến thành công. Ngoài những lời khuyên cụ thể, tác giả còn lồng ghép vào đó những câu chuyện điển hình được đúc kết từ thực tế 20 năm tự mình khởi nghiệp. Được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, sinh động, cách trình bày dễ đọc và dễ hiểu, cuốn sách đã cung cấp một cái nhìn cụ thể và mới mẻ về những giai đoạn khác nhau trong quá trình khởi nghiệp, giúp bạn đọc có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế hữu ích.